Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành. Hôm nay Vũ Hồng đang ở ngay chỗ trước Ủy ban dân quận 8 ha, góc đường Lê Nguyên với đường Dương Quang Đông. Đường Dương Quang Đông là đường 1011 cũ á. Còn phía hướng này là đi, mình đi thẳng bên kia là ra chung cư Hoàng Anh Gia Lai, đi ra đường Tạo Quang Bửu. Còn hướng này là hướng cầu Chánh Hưng đi về nè. Hướng này là hướng cầu Chánh Hưng mình chạy về đây ha. Ở đây có viện kiểm sát, trường chính trị, và bên kia là nhà văn hóa lao động, trung tâm thể dục thể thao, nhà văn hóa thiếu nhi. Đây là Ủy ban dân quận 8 và bên đây là quận ủy quận 8 ha. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị bạn một cái căn nhà đó, nằm ở đối diện với chợ Phạm Thế Hiển đó, cô chú anh chị. Thì Vũ Hồng bắt đầu từ đường Lê Nguyên nha. Mình đi từ quận 5 qua, mình qua đường Lê Nguyên này là mình rẽ về hướng Phạm Thế Hiển về Tạo Quang Bửu nha cô chú anh chị. Thì bên trái mình là quận ủy quận 8. Và bên đây là trường chính trị. Còn ở đây là viện kiểm sát. Đây buôn bán hoa đồ rất là nhiều luôn ha. Còn đây là bảo hiểm xã hội. Bên đây quận ủy nè. Còn đây là nhà văn hóa lao động ha. Bên kia có ngân hàng Vietinbank, Kho bạc Nhà nước, rồi Chi cục thuế. Đây là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể quận 8. Ngã ba này người ta gọi là ngã ba đường Dương Quang Đông với đường Phạm Thế Hiển. Lúc xưa đường này là đường Dương Quang Đông là đường 1011 ha. Đây là Chi cục thuế nè. Hướng này hướng về phường 7 nha, phường 6, phường 7. Mình ở đây là phường 5, quận 8. Hướng này mình rẽ phải là mình đi về cầu Chánh Hưng nè cô chú anh chị. Mình đi về cầu Chánh Hưng ha. Và chợ Phạm Thế Hiển nha. Thì đây là trường trung học cơ sở Chánh Hưng nè ha. Bên đây là công an quận 8. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị và bạn một cái căn nhà nằm ở đối diện với chợ Phạm Thế Hiển ha. Phường 4 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình thì có kích thước ngang là gần 4 m. Chiều dài là gần 14 m, diện tích công nhận khoảng 50 m2. Gần cây xăng này nè, qua khỏi cầu, cái cầu phía trước mặt mình là cầu Chánh Hưng cô chú anh chị. Mình đi thẳng và mình đi qua cầu Mật, rồi đi qua cầu Chữ Y, qua cầu Yên Cừ. Rẽ trái là hướng vụ 1, quận 5, cầu này cầu Chánh Hưng ha. Đó, hướng này mình đi lên đường đầu đường Phạm Hùng nè. Đó, cầu Chánh Hưng này ha. Ở đây thì gần trường Vàm Cỏ Đông, chợ Phạm Thế Hiển. Đó, khu này là khu nhà lô. Khu này là khu trà lô nha cô chú anh chị. Đó, kế bên cái này là Ủy ban nhân dân hội Đông Y, trụ sở khu 5 nha. Nhà mình gần trụ sở khu 5 nè. Rồi phía đây nè, nhà mình thì nằm trong lô này nè cô chú anh chị. Phía trước là đường Đông Hồ ha. Nhà mình nằm ngay chỗ đó đó cô chú anh chị. Đó. Nằm ngay chỗ cái người lấy rác đó. Từ ngoài này vô khoảng chừng 15 mét thôi. Nhưng mà mai mốt đường Phạm Thế Hiển là mở vô gần tới luôn á. Đường này thông qua bên kia khoảng 60 mét là mình sẽ chạy tới bờ kè ha, bờ kè nha. Rồi bây giờ mình đi thử một đoạn này để cho cô chú chị bạn thấy ở đây khu vực này là khu vực chợ ha. Đường này đường Đông Hồ nè. Mình quẹo lên đường chạy cầu Chánh Hưng là mình quẹo lên đường này để đi qua quận 5 nha. Đường này đường Đông Hồ. Còn chợ phía trước mặt mình bên phải nè. Đây là chợ Phạm Thế Hiển ha. Đó. Mình đi thẳng luôn là qua phường 2, phường 1 nha cô chú anh chị. Ở đây là chợ Phạm Thế Hiển nè. Đó, đây là chợ Phạm Thế Hiển ha. Còn đây là công ích, dịch vụ công ích quận 8. Khu vực này là khu vực nhà lô hết nha cô chú anh chị. Đó, đây là công ty công ích quận 8 đó, ha. Đó, thôi giờ tới đường Quỳnh Thị Bụng mình quay đầu lại nha cô chú anh chị. À, mình quay đầu lại ha. Đây là lô 23, 22, 23. Còn mình là lô 34 nha. Đó, chợ Phạm Thế Hiển ha cô chú anh chị. Rồi qua khỏi đường Đông Hồ nè, đường Đông Hồ với đường Phạm Thế Hiển nè, mình quẹo bên tay phải là chỗ bán điện nước nè. Đây, quẹo vô lô 33, 34 nè.
Đó, mình lô 34 ha, về vô đây nha cô chú anh chị. Đó, căn nhà mình là cái căn thứ hai ha. Cái này đi vô khoảng 40-50 mét vô nè, tới bờ kè nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình quay cái căn nhà này cho cô chú chị bạn xem nha. Căn nhà này ngang gần 4 mét và chiều dài á. Và chiều dài là gần 14 mét ha. Từ miếng vị trí này nè cô chú anh chị. Đó. Qua tới bên hết bên kia. Lộ giới Phạm Thế Hiển là nó sẽ làm vô đến nửa căn nhà đó cô chú anh chị. Đó. Mặt tiền đường Phạm Thế Hiển vô nè. Đó. Từ mặt tiền ngoài Phạm Thế Hiển vô đây ha. Lộ giới nó vô tới đây. Rồi nhà mình ở đây nha. 5 lô 34 ha. 5 lô 34 ha, đường Phạm Thế Hiển, nhà lô nha cô chú anh chị. Ở đây thì điện cáp âm làm rồi nè. Đó cô chú anh chị bạn nhìn thấy không? Ở dưới đây nè. Nó ở dưới đây nè là cáp với điện đồ là âm hết xuống hết rồi nha cô chú anh chị. Và căn nhà này chủ đang kêu bán là 3 tỷ lẻ 90 triệu ha. Được không? Được không? Ý nghĩa là quay đừng có dính chủ. Rồi rồi ok. Đừng có dính nóng. Rồi rồi ok. Căn nhà này chủ đang kêu bán giá là 3 tỷ lẻ 90 triệu ha cô chú anh chị. Rồi, hẻm trong nhà đây nè, hẻm này còn thông nha cô chú anh chị. Đó, thông vô sâu đút trong nè. Đó. Còn sâu lắm mới tới bờ sông ha. Hẻm này thông với nhau hết nha. 5 lô 34 ha. À, ngang gần 4 mét và chiều dài là 10. Rồi. Tới đây ha, từ miếng này nha cô chú anh chị. Cái chỗ này nó khuất vô chút xíu nè, mặt bà tiền mình là tới đây nè. Tới qua đây. Nhà một trệt một lửng nha, nhà có giấy chủ quyền hồng luôn ha. Là cách mặt tiền chỉ có một căn thôi nha cô chú anh chị. Đây ra ngoài khoảng 10 15 mét thôi. Đường Phạm Thế Hiển thì đường Phạm Thế Hiển là từ tim đường vô là 15 mét là lộ giới nó vô tới đây nè. Tới miếng này nè cô chú anh chị. Ha, từ lấy từ tim đường vô đây 15 mét. Rồi mình vô nhà ha. Này cái phần này từ đây qua tới đây nè ha. Qua đến hết bên đây luôn nha. Gần 4 mét ha cô chú anh chị. Rồi mình quay vô trong cho cô chú anh chị bạn xem nha. Đó. Phần trước thì phần sân, sau này đường này nó có mở thì nó mở vô tới đây. Chiều dài là gần 14 mét nha cô chú anh chị. Đó, chiều dài mình gần 14 mét ha. Và chiều ngang là gần 4 mét nha. Diện tích công nhận là khoảng được 50 mét đó. Đây đồng hồ nước trong đây đó. Nếu sau này lộ giới nó làm thì sẽ tới đây. Và đường mình sẽ ra 8 mét ha. Tới đây chứ, tới đây chứ cô chú anh chị ha. Tới đây thôi. Rồi hiện tại nè, hẻm hiện tại nè ha, ô tô gia đích vô tới luôn nha cô chú anh chị. Là mình còn rất sâu mới tới bờ sông ha. 5 lô 34 nha, ngang gần 4 mét và chiều dài là gần 14 mét. Nhà một trệt một lửng, nhà có giấy chủ quyền hồng ha. Phía sau là trụ sở của khu phố nha. Rồi. Ở đây là phòng khách của nhà mình ha. Rộng rãi ha. Ở đây là gần cầu Nguyễn Chí Phương, gần cầu Chánh Hưng, mình đi qua quận 1, quận 5 rất gần nha cô chú anh chị. Đối diện xéo xéo với đường đồng hồ á. Không quay chúng chú đâu, chú vô gạt không quay chúng. Dạ dạ dạ. Rồi, ở đây là ở trong phòng mình ở phía giữa này coi chủ nhà có làm một cái phòng ha. Đó, ở phía trong này có một phòng nha. Đó, ở trong này thì sẽ có một phòng. Rồi ở phía sau là gian bếp ha. Phía sau nhà mình là gian bếp nha.
nhà nhà vệ sinh. Phía sau lưng là còn khoảng thông hành đi dịch khoảng hơn nửa mét ha. Khoảng thông hành đi dịch này nằm ngoài sổ nha cô chú chị. Phía sau lưng mình là trụ sở khu phố ha. Trụ sở khu phố ha. Đó, sau lưng nhà mình đây ha. Đó, khoảng thông hành đi dịch phía sau nè. Đó, mấy nhà kia xây cao rồi ha, mình chưa có xây ha, mình một chạch một lửng thôi. Bồn nước thì để trong nhà. Đây nhà vệ sinh của mình đây ha. Là vị trí này mình sang quận 5 là chỉ mất khoảng mà mấy phút là tới quận 5 hả cô chú chị, rất gần ha. Đây, nhà vệ sinh của mình đây ha. Nhà mình ở trên là có một cái gác lửng nha cô chú anh chị. Ở trên là có một gác lửng ha. Xin nhắc lại là chiều ngang là gần 4 mét và chiều dài là gần 14 mét nha cô chú anh chị. Và chủ nhà đang kêu bán giá là 3 tỷ lẻ 90 triệu ha. Sau lưng là khoảng đất trống của cái sân của trụ sở khu phố nha. Rồi mời cô chú anh chị bạn đi lên trên gác ha. Đây cái phòng trên gác lửng nè cô chú anh chị. Đây cái phòng trên gác lửng nè ha. Đó. Gác lửng này cũng được lót lót gạch rồi nha cô chú anh chị. Đó. Không trúng nè, không trúng được. Rồi đây. Rồi Vũ Hồng xin nhắc lại cái nhà mình địa chỉ là 5 lô 34 đường Phạm Thế Hiển, khu chợ Phạm Thế Hiển, đường Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Kích thước nhà mình á, ngang là gần 4 mét và chiều dài là gần 14 mét ha. Nhà có giấy chủ quyền Hồng mua bán ký công chứng nhân tên. Nhà mình cách mặt tiền đường Phạm Thế Hiển khoảng mười mấy mét thôi. Mai mốt mà đường Phạm Thế Hiển có làm á thì mình sẽ ra được gần mặt tiền ha. Mấy mét là gần mặt tiền thôi. Rồi chủ nhà đang kêu bán căn nhà này với giá là 3 tỷ lẻ 90 triệu ha. Rồi cô chú chị bạn nào quan tâm thì liên lạc với Vũ Hồng. Vũ Hồng sẽ mở cửa cho cô chú chị bạn xem. Rồi Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú chị bạn ở những video review nhà lần sau ha. Rồi Vũ Hồng xin chào nha.